Bản tin VOA Express, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng Giêng 2018. Trà My kính chào quý vị. Việc Nga lên kế hoạch tập trận chung, Đức bày tỏ đáng tiếc về vụ xử ông Trịnh Xuân Thành, Việt Nam vào chung kết giải vô địch bóng đá châu Á U23. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam và Nga đang xây dựng kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2018-2020, bao gồm các cuộc tập trận chung giữa hai nước. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội ngày 23 tháng Giêng. Ngoài vấn đề hợp tác quân sự, ông Shoigu cho biết Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc trang bị và sử dụng vũ khí tại Syria với các quốc gia đối tác. Theo truyền thông trong nước, hợp tác quân sự Việt-Nga đã diễn ra nhiều năm nay, mang tính chất truyền thống và không nhằm chống lại nước thứ ba nào. Những năm gần đây, Việt Nam đã mua của Nga nhiều khí tài quân sự mới, trong đó có 6 tàu ngầm lớp Kilo và tàu hộ vệ tên lửa Gripard. Hà Nội là điểm dừng chân cuối trong chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới 3 nước Đông Nam Á, bao gồm Myanmar, Lào, Việt Nam. Chuyến đi được kỳ vọng sẽ mang về cho Nga nhiều hợp đồng bán vũ khí. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Việt Nam sẽ tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Hà Nội từ ngày 24 tới 26 tháng Giêng. Ông Trịnh Xuân Thành, nhân vật gây sóng gió quan hệ Hà Nội và Berlin, bị án tù chung thân hôm 22 tháng Giêng trong vụ xử cùng với ông Đinh La Thăng. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng các quan sát viên của nước này cũng như Đại sứ quán Pháp, Mỹ và Phái đoàn châu Âu đã được phép tham dự phiên xử kéo dài hơn 2 tuần. Tuy nhiên, bà Maria Adiba, nữ phát ngôn nhân của bộ này nói rằng Berlin cũng lấy làm tiếc rằng báo chí quốc tế không được phép vào đưa tin và luật sư người Đức của ông Thanh đã không được nhập cảnh vào Việt Nam để dự. Ông Thanh dự kiến sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 24 tháng Giêng trong vụ án khác về tham ô tài sản, thời còn lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, với mức án có thể lên tới tử hình. Bà Edeba cho biết, Đức sẽ cố gắng để luật sư có thể tiếp cận thân chủ, cũng như để cho báo chí quốc tế và các quan sát viên từ Liên hiệp châu Âu có thể dự phiên xử ông Thanh ngày 24 tháng Giêng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Đức nói, chúng tôi sẽ theo dõi rất kỹ phiên tòa sắp tới, cũng như các diễn biến sau đó. Tháng 8 năm ngoái, Đức cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, trong khi Việt Nam nói rằng ông Thanh tự vệ đầu thú. Phiên tòa sắp tới xử ông Thanh dự kiến kéo dài từ ngày 24 tháng Giêng tới ngày 6 tháng 2 với 8 bị cáo, trong đó có ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng. Đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Hàng Tết với nhiều màu sắc bắt mắt, mẫu mã hấp dẫn, mùi vị thơm tho, nhưng ẩn chứa mối nguy cho sức khỏe vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giống như bài ca nhiều năm của Tết Việt, đặc biệt là hàng Tết ở phân khúc bình dân, giới lao động nghèo, bán ở các chợ tự do, từ rau củ quả đến nem chả, mứt, kẹo bánh, lạp xưởng, xúc xích. Dường như mọi thứ bán ngoài chợ đều có thể là hàng Trung Quốc, hoặc hàng Việt Nam sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Như là thịt bò khô này, rồi có cái thứ ví dụ như lục xưởng đồ, có cái thứ nó là đâu không an toàn thực phẩm, nhưng mà bán ra ngoài thị trường thì dân chúng tôi mua chúng tôi cũng không biết. Để lo thì cũng không biết thế nào được để mà lo. Vì thực tế ra là ăn thì nó cũng ngon, cũng thơm. Như còn cái bên trong đó thì mình cũng chưa thể nào biết được. Hàng Trung Quốc mang sang từ quả cam, quả quýt nên sợ nó mang coi như là những cái thực phẩm coi như là những cái bảo quản ấy, sợ cái bảo quản của nó ăn uống không được, sợ nó lại người nó bị làm sao thì chết, hay là tôm tụng các thứ những cái hóa chất đấy, vừa vào những cái con tôm hay lên trên TV nó nói đấy là coi như là những cái thuốc bảo quản đấy,
ăn uống vào sợ người coi như mắc bệnh ra, bây giờ ung thư quá nhiều. Thế nên là người coi như mình ở đây là sợ nho nhũng các thứ, kể cả hoa quả, tất cả những trái cây, các thực phẩm là đều sợ tất, kể cả bánh kẹo. Như mọi năm, dịp gần Tết, số lượng hàng Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, xúc xích, rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam ở mức không thể kiểm soát. Đây là một nỗi lo cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngay cả những người sản xuất hàng Tết tại Việt Nam cũng tạo ra nỗi lo không kém bởi sự cẩu thả, thiếu vệ sinh và dùng hóa chất để tẩm ướp một cách vô tội vạ của họ. Những sản phẩm thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trôi nổi trên thị trường vô hình trung trở thành trái phá bệnh tật trong mỗi dịp Tết. Ra thái trên thị trường là coi như là ở Trung Quốc á, đưa qua có phần thực phẩm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, mình cũng không có lương tâm, là cũng lồn nhớ lồn mái theo cái Trung Quốc rồi đem những hòn bẩn về bờ bón cho dân chúng rồi ăn, rồi sau này bệnh hoạn là đưa vô cho bệnh hoạn cho người dân, là thấy cũng tạo trừ nhờ ở trên thường lưu có lương tâm, đừng có lồn những chuyện như đứa nữa để cho dân chúng tôi dùng để cho yên tâm nè, không có bệnh hoạn. Bên thực phẩm đấy thì nhờ nhà nước xem là kiểm tra hộ xem cho những tiêu ngành, những cái gì mà dùng được mà nhập được thì cho về Việt Nam, mà là cái gì mà không nhập được, không dùng được thì phải cố gắng mà ngăn chặn lại, chứ không có vì đồng tiền mà vì lợi ích mà cuối cùng để đến sức khỏe của con người thì quá vất vả. Bởi vì là người mình coi như là nhà lông tiền năm không có tiền để mà đi chữa bệnh được vào bệnh viện, cho nên là cũng toàn những bệnh hiểm nghèo khổ lắm. Nói chung là nỗi lo của mình ví dụ các mặt hàng của mình đều sản xuất được mà mình lại không dùng mà lại dùng hàng Trung Quốc. Cái cơ bản nhất là cái giá cả. Người dân bây giờ tiêu dùng bây giờ là rẻ tiền hợp với tiền thì người dân rất là nghèo. Chỉ còn 3 tuần nữa là Việt Nam chạm thềm giao thừa, đón 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời gian này, mọi hoạt động đón Tết bắt đầu nóng lên, sức mua cũng tăng dần và mọi thứ hàng hóa đều được tung ra thị trường. Cái khó của người lao động nghèo, giới bình dân là họ không đủ tiền để vào các siêu thị để mua hàng Tết có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ. Với số tiền ít ỏi trong tay, người lao động chỉ biết chọn những món hàng vừa rẻ, vừa bắt mắt. Và đây cũng là lúc mà hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có cơ hội đi vào từng bữa cơm Tết, từng mâm cỗ cúng ông bà của người nghèo. Tết về, sức mua tăng và nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tăng theo. Có một Sài Gòn khác, một Sài Gòn xa quê, một Sài Gòn chao chát tiếng rao đêm hay hun hút những bước chân tìm cơm áo giữa chốn thị thành lạc lòng. Một Sài Gòn của những người buôn thúng bán mệt, giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa giáp Tết. Những ngày cuối năm này, dường như Sài Gòn trở nên mênh mông và vô định hơn nhiều với những người dân tạm trú, từ miền Trung hay miền đất mũi Cà Mau lên Sài Gòn kiếm sống. Họ đang hối hả, tất bật, quên cả ngày hay đêm, để kiếm tiền về quê ăn Tết. Ở bộ bình thường hai, giờ cục hai chân, giờ còn đòi bán vé số kiếm sống qua ngày, thì đâu có làm gì đâu. Tết là khó bán lắm, Tết bán chậm, tại vì ai cũng đồng tiền cũng để dành cho con hết, bán chậm lắm. Mà dĩ hè thì giờ còn đỡ đỡ chút trước, trời ơi đuổi chạy vô tuốt ở trong hẻm này luôn, ở cái quán cà phê này nè. Quán cà phê phố Sài Gòn nè, ta thấy cô đồng nghiệp quá, ta cho vô tuốt trong ngồi luôn, ngồi trong nhà ta, chứ còn lúc đầu bị hốt, nên đâm ra đâu có bán được đâu. Rồi giờ thì tới Tết thì khó bán nữa, Tết giờ bán chậm lắm, nên giờ đỡ đuổi rồi đó, lúc để đây chút xíu được, để cà phê được, rồi giờ cô bán được rồi, đỡ rồi. Dường như có thiên hình vạn trạng công việc kiếm sống của người xa quê tạm trú ở Sài Gòn, như bán khoai mì, bán khoai lang luộc, chuối luộc, bán xôi, bán bún bò Huế, bán hủ tiếu gò, bán me xoài cóc ổi, bán đậu phụng luộc, đậu phụng rang, bán ví da, móc khóa, gương lược, bán vé số, chạy xe ôm. Và trong các công việc này, những người may mắn và có vốn để mở một quán bún bò, tậu xe hủ tiếu gò, hay thuê được một góc hiên để bán bánh mì, bán xôi, chuối luộc, thì thu nhập có khá hơn, mỗi ngày có thể kiếm được 300-400 ngàn đồng. Nhưng không phải ai cũng có may mắn này. Phần đông người đi bán vé số, chuối luộc, me xoài cóc ổi hay móc khóa chỉ kiếm được mỗi ngày từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Ở nhà đại lý vé số, thì bán ngày cũng được 150 ngàn. Đau bệnh đồ, ngon không đủ tiêu được.
thường đau ốm. Em thấy cũng người ta cũng vất vả đó, tại vì ban đêm thì em biết sức con người nó làm đêm nó hao tổn về sức khỏe rất là nhiều. Vì lúc nhiều cái hoàn cảnh thì buộc người ta lúc ta cũng phải làm đêm, tại vì ban có thể là ban ngày họ có thể là đông đúc quá. Thứ nhất thứ hai thì lúc ta muốn buôn bán có thể là cũng hơi khó khăn. Vì lúc người ta cũng kiếm thể ban đêm là cho nó có chỗ á, thì ban ngày thì có thể là người ta không có làm được. Những mình vô đây làm mà nhà có công việc gì đám dỗ hay đám cưới gì anh em nữa, có thể mà là cho tin là mình về, còn không là ở lại là ráng làm kiếm tiền nuôi con, ngoài ra là không có về được, có công việc gì mới về. Nói chung là cuộc sống mình vô đây ráng vất vả để làm mà kiếm tiền nuôi con ăn học á. Với những người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống, chuyện về quê ăn Tết là một chuyện hy hữu, nhất là những người bán vé số, buông thúng bán mệt, phần đông ở lại thành phố để bán trong dịp Tết. Nhưng hiếm có nơi nào Tết buồn như Sài Gòn, cái nhộn nhịp, đông đúc của thường ngày gần như mất dấu, để lại một Sài Gòn thinh vắng và tĩnh lặng. Những lúc như vậy, Sài Gòn trở nên buồn đến nạo ruột cho những ai nhớ quê. Một người chạy xe ôm đã đọc cho chúng tôi 4 câu thơ mà chúng tôi biết ông cải biên từ bài Đôi mắt người sơn Tây của cố thi sĩ Quang Dũng. Đôi mắt người phu xe, vời trông về quê cũ, trời cuối năm xứ lạ, buồn giáp Tết không tiền. Dường như có hàng triệu cơn gió buồn kéo qua tâm hồn người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống trong những ngày giáp Tết. Và ngay bây giờ là phần tin quốc tế. Mười một quốc gia muốn lập một khối thương mại châu Á-Thái Bình Dương sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận dự kiến trước đó sẽ ký hiệp định ở Chile vào tháng 3, theo lời Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho hay hôm 23 tháng 1. Đạt được thỏa thuận là chiến thắng cho chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã vận động hành lang để cứu hiệp định, ban đầu có tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Một nguồn tin trong chính phủ Canada xác nhận rằng Ottawa sẽ ký vào thỏa thuận, nói rằng nước này đã đảm bảo được những lợi ích thực tế. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ, gọi tắt là CPTPP hay còn gọi là TPP-11, sẽ là động cơ để vượt qua chủ nghĩa bảo hộ hiện đang trỗi dậy ở các khu vực trên thế giới. Các bộ trưởng từ 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã đồng ý hồi tháng 11 năm 2017 về những điều cốt lõi để tiếp tục dù không có Mỹ. Canada, nước muốn bảo vệ các ngành văn hóa của mình, và Việt Nam, nước lo ngại về các quy định bảo hộ lao động, sẽ trao đổi các phụ lục với các thành viên khác về những chủ đề đó vào thời điểm ký kết, theo lời Bộ trưởng Motegi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thăm Indonesia, tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với an ninh hàng hải trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Mattis được người đồng cấp phía Indonesia Ria Mizar Riakudu chào đón hôm 23 tháng 1 tại thủ đô Jakarta với đầy đủ các nghi thức danh dự quân đội trước khi đôi bên vào bàn họp. Sau đó, Bộ trưởng Mattis gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, mà nội dung thảo luận được nói là giữ vững nhận thức hàng hải ở Biển Đông, cũng như củng cố các đơn vị lực lượng đặc biệt chống khủng bố của Indonesia. Indonesia từng mâu thuẫn với Trung Quốc về quyền đánh bắt cá xung quanh đảo Natuna, bắt giữ ngư dân Trung Quốc và mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực trong những năm gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, Hoa Kỳ muốn giúp Indonesia đóng một vai trò trung tâm trong vấn đề an ninh giữa các thủy lộ rộng lớn. Chuyến thăm của ông Mattis phản ánh một trong những nguyên lý chính trong chiến lược an ninh quốc gia mà ông công khai tiết lộ thứ sáu tuần trước tại Washington, xây dựng đối tác và tăng cường đồng minh. Ngày 24 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường sang thăm Việt Nam. Một núi lửa phun trào hôm 23 tháng 1 tại một khu du lịch dành cho khách trượt tuyết ở trung tâm Nhật Bản, gây ra lở tuyết khiến một quân nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới hữu trách cho biết, quân nhân này cùng 5 người khác nằm trong nhóm 30 quân nhân tham gia một lớp huấn luyện trượt tuyết trên núi Kutsasu Shirane. Nhiều người khác bị thương khi phún thạch từ núi, phun trào văng mạnh vào một tàu dây cáp và vào nhiều người trên sườn núi. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết núi lửa phun trào vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho hay 5 trong 6 quân nhân bị thương nặng. Một quân nhân 49 tuổi sau đó tử vong, theo ông Wataru Tatsukawa, một giới chức tại trại huấn luyện quân sự khu vực. Một loạt các vụ động đất và núi lửa phun trào làm lung lay nhiều địa điểm ở hai cực của Thái Bình Dương hôm 23 tháng 1. Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay một trận động đất 8,2 độ Richter xảy ra tại một địa điểm cách đảo Kodiak của bang Alaska, Hoa Kỳ, khoảng 280 km về hướng đông nam.
Nhiều giờ đồng hồ trước, cách đó 5.000 cây số, một quân nhân Nhật Bản thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một núi lửa phun trào gây ra một vụ lở tuyết. Núi lửa làm tắt điện tại địa điểm du lịch tại đỉnh Kusatsu Shirane, khiến 80 người trượt tuyết bị kẹt tại một trạm tàu dây cáp trên đỉnh núi trong nhiều giờ đồng hồ trước khi được giải cứu. Philippines nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Mayon lên cấp 4/5, mức cảnh báo khi khả năng phun trào chất liệu độc hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng trong ngày 23 tháng 1, một trận động đất 6 độ Richter làm lung lay các tòa nhà tại thủ đô của Indonesia. Sử dụng metro để đi lại là thói quen của người dân tại hầu hết các thành phố lớn trên thế giới, bởi không chỉ giảm thiểu ùn tắc giao thông trên mặt đất, hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị, hệ thống metro còn cung cấp cho người dân một phương tiện đi lại có giá thành rẻ và rất an toàn. Hệ thống metro tại Washington DC được mở cửa phục vụ từ năm 1976, và sau hơn 4 thập kỷ sử dụng, người dân thủ đô Hoa Kỳ đã hình thành những thói quen văn minh khi tham gia giao thông trên hệ thống giao thông công cộng này. Đây rõ ràng là một câu chuyện thú vị khi tại Sài Gòn và Hà Nội, những tuyến metro và đường sắt đô thị trên cao chuẩn bị được đưa vào khai thác trong thời gian tới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của VOA Việt ngữ. Những nhà ga xe điện ngầm hay còn được gọi là metro tại Washington DC thường được nghiên cứu kỹ lưỡng và được đặt tại các khu tập trung dân cư cao. Vì thế mà không chỉ trong giờ cao điểm, hầu như lúc nào các ga trung tâm cũng đều đông đúc. Người Mỹ có một thói quen khi sử dụng metro là nhường đường cho người xuống tàu trước khi họ bước lên tàu, dù họ có đang vội đến mấy đi nữa. Còn trên tàu luôn có những hàng ghế dành cho người khuyết tật. Rất ít khi có người khỏe mạnh ngồi vào những hàng ghế ưu tiên này. Văn minh và tiện lợi là hai trong số rất nhiều lý do để người dân tại thủ đô Hoa Kỳ lựa chọn metro làm phương tiện đi lại hàng ngày. Tôi thấy rất là tiện lợi và cũng khá là an toàn. Bởi vì ở DC thì quá chật và lúc nào cũng gặp cảnh kẹt xe, nên nếu mà đi metro thì sẽ tốt hơn cho công việc của tôi. Ngoài ra thì nó cũng khá rẻ so với là sử dụng phương tiện cá nhân. Thói quen nhường nhịn lịch sự của người sử dụng cộng với sự phân bổ hợp lý nhà ga tại các điểm tập trung dân cư, nên dù trong giờ cao điểm, hệ thống metro ở thủ đô cũng không hề có tình trạng chen lấn xô đẩy. Trên các thang cuốn, người ta thường đứng nép về phía bên tay phải để nhường phần đường bên trái cho những người vội vã muốn vượt lên trước. Một điểm đặc biệt nữa mà các bạn dễ nhận ra đó là đối tượng tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng này không chỉ có những người lao động bình dân, mà phần lớn viên chức các cấp làm việc tại trung tâm hành chính đều chọn metro làm phương tiện đi lại vừa thuận lợi vừa tiết kiệm. Rẻ, an toàn và tiện lợi, đó là lý do vì sao mà hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Washington DC chuyên chở hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Và đây rõ ràng là một giải pháp hoàn toàn tốt cho vấn đề tắc đường tại thủ đô của Hoa Kỳ. Được mở cửa từ năm 1976, hệ thống metro tại Washington DC hiện có 6 tuyến đường với tổng chiều dài 188 km, nối liền trung tâm thủ đô với hai tiểu bang lân cận là Virginia và Maryland, để đưa cư dân các nơi vào thủ đô làm việc hoặc chở du khách vào tham quan thành phố. Có thể nói bên cạnh hệ thống đường xá khổng lồ tại trung tâm chính trị kinh tế đặc biệt quan trọng của nước Mỹ là Washington DC, thì hệ thống metro chính là một tuyến đường huyết mạch gắn liền với đời sống sinh hoạt của mọi người. Dày đặc, an ninh, sạch sẽ, văn minh là những đặc tính của hệ thống metro thủ đô, khiến nhiều cư dân địa phương không cần phải sở hữu xe riêng, vẫn có thể di chuyển khắp nơi, giải quyết được nỗi lo về chỗ đậu xe và nạn kẹt xe của khu vực đô thị trung tâm. Tòa nhà Quốc hội Mỹ hay còn gọi là Điện Capitol được Tổng thống George Washington đặt viên đá đầu tiên vào năm 1793, được coi là biểu tượng cho khát vọng về độc lập, tự do và thống nhất của nước Mỹ trong những năm cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Mặc dù thời điểm này không phải là mùa du lịch và thời tiết thường xuyên khá lạnh tại thủ đô Washington DC, nhưng vẫn có không ít du khách tìm đến chiêm ngưỡng công trình vĩ đại và cũng là một trong những biểu tượng được nhiều người biết tới nhất của nước Mỹ. Ồ, tôi kể cho những vị khách của tôi về mọi thứ, về lịch sử xây dựng công trình này, những gì đã diễn ra tại đây và cả những gì vẫn đang được người ta tổ chức thường xuyên ở đây. Rõ ràng đây là công trình thu hút sự quan tâm rất lớn từ bất kỳ du khách nào. Những người yêu cầu được tới đây nhiều đến nỗi, ít nhất mỗi tuần tôi cũng phải từ New York về đây 2 lần.
Nếu đi vào phía bên trong của Điện Capitol, du khách chỉ cần đăng ký lấy vé là có thể được tận hưởng một tour khám phá lịch sử và kiến trúc của công trình này, hoàn toàn miễn phí. Trong tour khám phá này, mọi người được xem một bộ phim về quá trình xây dựng điện cách đây hơn 200 năm. Ngoài ra, các hướng dẫn viên làm việc ở đây cũng sẽ đưa du khách tới với những không gian chính của công trình, chẳng hạn như không gian mái vòm trung tâm khổng lồ, phòng họp của các thượng nghị sĩ trong giai đoạn 1810-1859 với rất nhiều câu chuyện về những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại đây, hay không gian của Tòa Tối cao Pháp viện giai đoạn 1810-1860 với rất nhiều vật dụng lịch sử được bảo quản nguyên vẹn cho tới hiện nay. Tôi thực sự muốn biết về lịch sử hình thành của thủ đô nước Mỹ, và rõ ràng để biết được điều đó thì tôi phải đến tòa nhà lịch sử này rồi. Tour khám phá tại đây thật sự rất thú vị. Tôi thì thấy các hướng dẫn viên ở đây rất thân thiện và nhiệt tình, thông tin mà họ cung cấp rất lý thú. Hiện tại thì Điện Capitol thu hút tới 5 triệu lượt khách viếng thăm mỗi năm. Các tour khám phá miễn phí được mở cửa cả trong dịp cuối tuần, phục vụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Từng là công trình kiến trúc đồ sộ nhất tại khu vực Bắc Mỹ vào thời điểm xây dựng, Điện Capitol có tới 540 phòng khác nhau với diện tích lên tới 16.000 m2. Công trình được thiết kế theo trường phái tân cổ điển và phần lớn được xây dựng từ đá cẩm thạch, cùng một số cột trụ phía bên trong được làm từ sa thạch. Điện Capitol hiện vẫn là nơi làm việc của cả lưỡng viện Hoa Kỳ. Theo ước tính, hiện có 8% tù nhân tại Mỹ là các cựu chiến binh. Trong một số trường hợp, kinh nghiệm tham chiến lại là nguyên nhân khiến họ rơi vào vòng lao lý. Hiện một số chương trình đang tìm cách hỗ trợ cho họ. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Đây là khu giam các cựu chiến binh tại một nhà lao ở Albany, New York. Cách ly các cựu chiến binh với các tù nhân còn lại là một trong những cách mà nhà chức trách đang thực hiện để giúp các cựu chiến binh đang bị tù tội này. Chúng ta phái các nam nữ thanh niên này ra nước ngoài, và khi họ quay trở lại, nhiều người trong số họ bị chấn thương tâm lý hay có hành vi bạo lực gia đình, sử dụng ma túy. Trường hợp nào cũng vào tù, tôi cảm thấy rằng chúng ta có thể đối xử với họ tốt hơn hay có thể làm gì đó tốt hơn với họ. Nhà tù Albany này là một trong số 80 nhà tù trên khắp nước Mỹ có nơi giam giữ riêng dành cho các cựu binh. Một vài chương trình tập trung vào việc lắng nghe về quá khứ trong quần ngũ của các cựu binh. Những góng khác thì có các chương trình trị liệu và tư vấn hàng ngày. Không chỉ có riêng chúng tôi và những suy nghĩ của chúng tôi, mà có những người cũng trải qua những gì chúng tôi phải trải qua. Một số đã trải qua các cuộc chiến, một số khác thì không. Tất cả mọi người ở đây đều đã từng trong quân ngũ. Đó là cái ít ra mà tất cả chúng tôi đều có liên hệ. Những cựu tù nhân như Tommy Hartman rất cảm kích các chương trình dành cho cựu binh, và anh đã trở lại để giúp đỡ những người vẫn còn thọ án. Họ cho tôi cơ hội bước tiếp trong cuộc sống thay vì chỉ ra tù và không biết đi đâu và về đâu, mà chỉ luẩn quẩn với thời gian quản chế. Những số liệu thống kê không chính thức chỉ ra rằng chương trình đã đem lại hiệu quả. Hiện tỷ lệ những cựu binh từng tham gia chương trình đặc biệt tại nhà tù Albany tái phạm sau khi thọ án chỉ là 6%. Đây là một cải thiện lớn so với tỷ lệ chung 40% tái phạm tội trở lại nhà giam. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our movie saying today is "Time flies when you're having fun," from the film Valerian and the City of a Thousand Planets. Agents Valerian and Loreline are being sent to outer space. Their job is to save Alpha, a big city and home to life from a thousand planets. Listen for the expression, "Time flies when you're having fun." This mission is a simple in and out. Agent Valerian, you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. You're running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. What is the meaning of "time flies when you're having fun"? Is it "how fast are we going?" or "time goes by quickly when you are having a good time"? I only work with my partner. Hi. We're a team. You're running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun.
time flies when you're having fun means time passes quickly when you are having a good time. But in this movie, the actor was saying it in a funny way. For Valerian, time seemed to be moving quickly, not because he was having fun, but because he was running for his life. This is Everyday Grammar. I'm Kaveh. And I'm Lucia. Kaveh, I got a text from a friend, but I'm not sure if it's correct. Well, let me hear what it is. Okay, well, at one point he wrote, I could have gone to New York last weekend, but I don't think that sounds right. You're correct. Of is a preposition. The sentence is missing a verb. In this case, have. It should be, I could have gone to New York last weekend. The confusion comes from the abbreviated form of could have. That's could have, which sounds a lot like could of. I got it. And since could is a helping verb, another verb must always follow it, not a preposition. I should write to him and let him know. Are there any other common mistakes that native speakers make? Well, there's the example of every day versus every day. Every day together as one word is an adjective and means common, like everyday grammar. But every day as two words is an adverb phrase and describes when or how often something happens. Every day, I go to school. An easy way to remember the difference between every day and every day is that the first is an adjective and comes before a noun, and the second is an adverb phrase and must modify a verb. And that's every day, not every day grammar. Welcome to English in a Minute. A cucumber is a long green fruit that is usually eaten raw. Why are Anna and Jonathan talking about the temperature of produce? Cool as a cucumber. Did you watch the basketball game last night? I did. I could not believe that player made a basket at the very last minute and won the championship. Talk about pressure, but he stayed cool. Cool as a cucumber. Cucumbers are naturally cool fruits, which is where this expression comes from. Cool as a cucumber describes someone who is laid back or who performs really well when the pressure is on. And that's English in a Minute. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.